Rồi chào anh em nha. Hôm nay lên cho anh em một con siêu phẩm luôn anh em ơi. Nó thật sự là hiếm có trên thị trường luôn á. Đẹp xuất sắc luôn. Đó, bô này anh em, trắng tinh nha. Bình xăng con là chưa bung một con ốc này nha, chưa đụng tới máy nha. Đó, về là thấy xe máy rất đẹp và đổ xăng vô là giật nổ luôn nha anh em. Đó, chưa đụng một con tán, một con bồ lôn nào luôn. Đó. Đây. Tay nắm nè, công tắc nè, ga bóp nè. Đây, gà bóp nha, tay cầm. Và đặc biệt cái con này cần nó rất là dài nha anh em. Đây, mình để chung với cái con này. Đây, đó, anh em thấy không? Đó, cần nó dài hơn khoảng tầm 2 gang tay nha anh em. Đó, cần con này thuận tiện cho anh em đi phát cỏ mương. À, ví dụ mình đứng trên bờ mình dối xuống, đó, cần nó dài thì mình đi mình phát nó, mình dối mình đỡ như đau lưng nha anh em. Đó, lại mình phát hàng rào hoặc là bờ gốc cây gì trên cây rồi đó, phát lá rồi đó thì nó rất là tiện lợi, tại vì nó cao thì anh em làm việc những cái công việc đó thì rất là thuận lợi ha. Đây, cần nó này, cần nó đặc biệt là cần màu vàng nha anh em, rất là nét luôn. Đây không, mã số tem rồi đầy đủ luôn. Con này phát cước ha. Đó, lưỡi đầy đủ ha, máy rất là chất lượng nha anh em. Coi ốc nó này không, đẹp từng chi tiết. Cô rít 242 nha anh em. Con này nòng 33 ly. Đó, đẹp chưa, xuất sắc nha anh em nha, không có từ nào diễn tả luôn. Đây, mới ken sa ben luôn. Đó, những con ốc trong chế xăng này, ghê chưa, dữ dằn không. Đây, giờ bật công tắc cho anh em, nổ cho anh em xem nha. Đó, một phát một, một phát một nha anh em. Okay, anh em.